Chào mừng các em học sinh lớp 1 đã đến với chương trình dạy học môn toán. Cô rất vui vì được đồng hành cùng với các em ở tiết học ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng mình bắt đầu vào tiết học nhé. Mời các bạn cùng khởi động qua đoạn video sau. Có bao nhiêu quả khế nhỉ? Không quả khế trong rổ. Không quả khế trong rổ. Số 0. Trang bể bơi có bao nhiêu bạn nhỏ? Không có bạn nhỏ nào. Số 0. Các em hãy tiếp tục tìm hiểu về số 0 cùng em Tiến Tín và các bạn nhỏ nhé. Bạn ấy đang tìm những bông hoa thì phải. Dặn cây này có bao nhiêu bông hoa hả em? Không có bông hoa nào. Không có bông hoa nào. Số 0. Có hai khung ảnh kìa. Em ơi, khung ảnh bên cạnh em có bao nhiêu bức ảnh? Khung ảnh này không có bức ảnh nào. Có không bức ảnh. Số 0. Ở đây không có quyển sách nào. Không có quyển sách. Số 0. Qua đoạn video vừa rồi, chắc hẳn rằng các bạn đã đoán được tên của bài học hôm nay là gì rồi, phải không nào? Đó chính là số 0. Hôm nay, cô trò của chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về số 0 nhé. Bây giờ, mời các bạn giải câu đố sau đây. Con gì đuôi ngắn tay dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh. Các bạn thử đoán xem đó là con gì? À, đúng rồi, đó là con thỏ. Thế các bạn có biết thỏ thích ăn gì không nào? Giỏi lắm, thỏ thích ăn củ cà rốt. Các bạn hãy quan sát hình vẽ và cho cô biết thỏ có mấy củ cà rốt. Giỏi lắm, thỏ có 3 củ cà rốt. 3 chấm tròn tương ứng với số 3. Thỏ ăn hết một củ cà rốt, vậy thỏ còn mấy củ? Đúng rồi, thỏ còn 2 củ cà rốt, 2 chấm tròn tương ứng với số 2. Thỏ còn đói bụng cho nên thỏ ăn thêm một củ nữa. Vậy thì thỏ còn mấy củ? À, đúng rồi, thỏ còn 1 củ cà rốt, 1 chấm tròn tương ứng với số 1. Thỏ đã ăn thêm một củ cà rốt nữa. Vậy cô đố các bạn, thỏ còn củ cà rốt nào không? Chính xác, thỏ không còn củ cà rốt nào. Không chấm tròn tương ứng với số 0. Cô giới thiệu với các bạn, đây là chữ số 0 in, còn đây là chữ số 0 viết. Ta đọc là không. Mời các bạn đọc lại không một lần nữa nào. Không. Các bạn ơi, thỏ đã hết thức ăn rồi. Các bạn hãy giúp thỏ tìm thức ăn qua trò chơi nhổ cà rốt nhé. Các bạn ơi, đã đến vườn cà rốt rồi, nhưng ông chủ vườn không cho các bạn nhổ. Và ông chủ vườn yêu cầu như sau: nếu như các bạn vượt qua được 5 thử thách của ông thì lúc đó ông mới cho nhổ cà rốt. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu bước vào thử thách thứ nhất nhé.
Thử thách thứ nhất yêu cầu như sau. Hãy lấy vở ra và viết một dòng chữ số 0. Sau đó xuống dòng viết tiếp chữ số 0, chữ số 1, chữ số 2, chữ số 3. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách thứ nhất. Mời các bạn hãy đến với thử thách thứ hai. Hãy quan sát các hình vẽ sau đây và điền số thích hợp vào ô trống với thời gian một khúc nhạc bắt đầu. Đã hết thời gian, bây giờ chúng mình cùng thực hiện nhé. Ô trống thứ nhất đó là số 0, số 1, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 và cuối cùng là số 9. Các bạn hãy đọc lại cho cô từ 0 đến 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dãy số mà các bạn vừa đọc đó là dãy số đi từ bé cho đến lớn, hay còn gọi là dãy số tăng dần. Bây giờ mời các bạn đọc cho cô dãy số từ lớn cho đến bé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À, vậy là các bạn đã biết vị trí của số 0 chưa? À, đúng rồi các bạn. Số 0 là số liền trước của số 1. Vậy thì các bạn hãy tìm cho cô số liền trước của số 9. Đúng rồi, liền trước của số 9 là số 8. Tiếp tục, hãy tìm cho cô số liền sau của số 5. Giỏi lắm, số liền sau của số 5 là số 6. Mừng các bạn đã vượt qua thử thách thứ hai một cách dễ dàng. Bây giờ mời các bạn đến với thử thách thứ ba. Hãy điền số thích hợp vào ô trống với thời gian 5 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Đã hết thời gian, bây giờ chúng mình cùng nêu nhé. Số nào đứng trước số 1? À, đó là số 0. Tiếp theo, 0 rồi đến mấy? 1, 2. Tiếp theo là số 3. Rất giỏi. Tiếp tục nữa nào. 5, 6, 7, 8, 9, giỏi lắm. Tiếp tục, 9 rồi đến mấy? 8, 7, tiếp theo, 6, 5, 4, 3, rồi còn dãy số cuối cùng. Số nào đứng trước số 3? Đó là 4. 4, 3, 2, rồi đến mấy? 1, cuối cùng là số 0. Rất giỏi. Các bạn hãy cho cô biết dãy số ở hàng trên như thế nào. Dãy số ở hàng trên từ bé đến lớn hay là từ lớn đến bé?
Đúng rồi các bạn, dãy số ở hàng trên đi từ bé cho đến lớn. Thế còn dãy số ở hàng dưới? Giỏi lắm, dãy số ở hàng dưới đi từ lớn cho đến bé. Bây giờ mời các bạn hãy đến với thử thách thứ tư. Thử thách thứ tư yêu cầu điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào ô trống. Mời các bạn lấy bảng con và thực hiện. Nào, mời các bạn hãy nhìn lên, chúng ta xem kết quả nhé. Ở đây số 0, 1, như vậy chúng ta chọn dấu nào? Đó là dấu bé, chính xác. 3, 0, chọn dấu nào nè? Đúng rồi, chọn dấu lớn. Và hai số giống nhau, ta chọn dấu bằng. Giỏi lắm, mời các bạn đọc lại. 0 bé hơn 1, 3 lớn hơn 0, 0 bằng 0. Các bạn rất xuất sắc đã vượt qua thử thách thứ tư. Bây giờ mời các bạn hãy đến với thử thách cuối cùng với yêu cầu sau đây. Câu A. Hãy xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Mời các bạn thực hiện. Rồi, bây giờ mời các bạn hãy cùng xem đáp án nhé. Trong 5 số này, số nào lớn nhất? Đúng rồi, đó là số 9. Tiếp theo, số nào lớn nữa? Đúng rồi, đó là số 7. Tiếp tục, số mấy nữa nào? À, đó là số 6. Còn lại hai số, số nào lớn hơn? Giỏi lắm, đó là số 3. Và cuối cùng là số 0. Dãy số các bạn vừa xếp đi từ lớn cho đến bé. 9 lớn hơn 7, 7 lớn hơn 6, 6 lớn hơn 3 và 3 lớn hơn 0. Đến với câu hỏi tiếp theo, trong dãy số trên, số nào bé nhất? Chính xác, đó là số 0, bé nhất. Chúc mừng các bạn đã vượt qua 5 thử thách của ông chủ vườn. Bây giờ thì những chú thỏ của chúng ta đã có một bữa ăn ngon lành rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và trò chơi vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Mến chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.